để tham dự cái lễ học của gia đình. Rồi đó nghe, mấy chị là có bằng chứng, có bằng chứng là qua tới Vatican hết rồi đó. Rồi đi nha, theo cờ Mimi nha. Quân La Mã mang về chiến lợi phẩm khi quân La Mã đánh Ai Cập, và cái cột đá này được dựng ở quảng trường đấu trường Colosseum, nơi mà đã chứng kiến rất là nhiều các người Kitô hữu tự đạo được mang về đây dựng ở quảng trường, như là một minh chứng sống động còn lại chứng nhận của những vị anh hùng Kitô giáo tự đạo Trung cổ và được sử dụng ở quảng trường Thánh Phêrô này để nói cho chúng ta rằng cuộc đời Kitô hữu của chúng ta luôn luôn là một bức tranh, một hành trình oai hùng, luôn luôn đáng được tự hào và ghi nhớ. Ký biết bao nhiêu cái giáo là lịch sử giáo hội, cái thành trì và thành cấm đạo, cấm đạo. Thời Nero mới khoảng cả. Dạ, thời Nero, khoảng đến Nero vài thế kỷ. thế kỷ đầu tiên, thế kỷ thứ hai, thế kỷ thứ ba và đến gần đến thế kỷ giữa thế kỷ thứ tư thì hoàng đế Constantino mới cải đạo và không có bị bắt bớ nữa, và nên là hơn ba thế kỷ La Mã là bị bắt đạo. Là cột đá của bên Ai Cập, và khi chúng ta biết rằng khi La Mã họ đi đến đâu và người ta chiến thắng và người ta đều có muốn chiến lợi phẩm, người ta mang về đất nước của họ. Quý hóa quá. Cho nên chúng ta ngược dòng thời gian, chúng ta trở về lịch sử để chúng ta cảm nhận, xem xét lại những cái hành trình đức tin của những người tín hữu tin khởi, họ sống như thế nào. Trong đó có thánh Phêrô, thánh Phaolô và các thánh. Phêrô chết năm nào? Năm 67. Dạ, 29 tháng 6 năm 67. Và hầm mộ của ngài đang ở đây.